Ngày 30 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng Lại Thị Mận, 30 tuổi, ngụ xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Mận biết anh N, T, B ngụ tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà cần tiền để kinh doanh nên đưa ra các thông tin gian dối về việc giúp anh B làm hồ sơ vay vốn số tiền 2 tỷ đồng, không lãi suất, thời gian 15 năm rồi chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Mận sử dụng các số điện thoại của mình hoặc sim giác liên hệ với anh B đóng giả những người làm hồ sơ vay vốn, yêu cầu anh B nộp tiền đối ứng cho khoản vay 3,5 triệu đồng trên ngày, sau sẽ được nhận lại khoản đối ứng và bỏ phong bì cảm ơn những người này. Trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022, Mận đã đóng giả 11 người làm việc ở các cơ quan, đơn vị để anh B tin tưởng chuyển khoản và giao số tiền mặt hơn 2 tỷ đồng cho mình. Số tiền chiếm đoạt được Mận sử dụng tiêu xài cá nhân và trả nợ. Ngoài hành vi nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh còn thu giữ tài liệu phản ánh việc Mận giới thiệu có mối quan hệ với một số người ở Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để nhận tiền và hứa hẹn xin việc. Hiện vụ án đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra.